Tô Đình Khánh, chàng trai không chân cho biết ngay từ lần đầu gặp vợ, anh đã có cảm xúc muốn che chở và yêu thương. Sau đám cưới cổ tích, Tô Đình Khánh khiến nhiều người xúc động khi công khai một thứ giấu bấy lâu. Vào ngày 16 tháng 10, đám cưới của chàng trai không chân Tô Đình Khánh đã chính thức diễn ra. Trong hôn lễ, những khoảnh khắc của cặp đôi khi sánh bước cùng nhau trên lễ đường khiến nhiều người rơi nước mắt. Sau hôn lễ cổ tích, trên trang cá nhân, Tô Đình Khánh bất ngờ chia sẻ một đoạn video kể lại hành trình yêu nhau của mình và vợ. Chàng trai không chân cho biết, lần nào xem video, anh cũng bật khóc vì xúc động. Đình Khánh vốn là chàng trai đặc biệt vì một sự cố mà anh mất đi đôi chân của mình. Những tưởng cuộc đời sẽ kết thúc nhưng bằng nghị lực sống, chàng trai ấy đã gắng gượng kiên trì để có được thành công như ngày hôm nay. Tình yêu với anh tưởng chừng như xa vời, nhưng nó đã trở thành hiện thực khi gặp cô gái xinh đẹp Trần Thị Thương. Trong đoạn video, Khánh tâm sự, tôi không may mất đi đôi chân của mình năm 2018, tưởng chừng đó là dấu chấm hết của cuộc đời tôi. Nhưng may mắn tôi được bù đắp bằng hàng ngàn đôi chân khác, cùng đi, cùng hỗ trợ, cùng nâng đỡ tôi để có được tôi ngày hôm nay. Xin nhận lấy từ Khánh lời biết ơn từ tận đáy lòng. Và giờ đây, ngay phút giây này, bằng sự yêu thương và sự chân thành của Thương, con đã có một đôi chân đồng hành cùng con ở hiện tại và cả mãi sau này. Tô Đình Khánh cho biết, ngay từ lần đầu gặp vợ, con tim anh đã muốn được yêu thương và che chở cho người con gái giàu lòng nhân hậu và có trái tim yêu thương. Chàng trai không chân cảm thấy, việc gặp được bà xã là may mắn nhất của cuộc đời mình. Anh sẽ là bờ vai cho em dựa vào lúc mệt. Dù đôi chân của anh không còn, thì anh vẫn còn vòng tay để ôm em mỗi ngày. Tô Đình Khánh xúc động nói. Trong khi đó, Thương, bà xã anh cũng gửi gắm những lời chân thành tới chồng. Những người bình thường khác họ có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc cho mình. Còn với anh, sẽ khó tìm được hạnh phúc lắm. Nên em sẽ dành tình yêu của em để dành yêu thương anh. Vì anh đã chịu nhiều tổn thương và mất mát rồi. Anh xứng đáng được hạnh phúc. Dù anh ở nơi đâu, bất cứ nơi nào, anh chỉ cần đứng ở đó, em sẽ đi về phía anh. Hãy để em được là đôi chân của anh. Từ những lời hứa hẹn chân thành mà họ dành cho nhau, nhiều người phần nào cảm nhận được cặp đôi thật sự yêu thương, trân trọng đối phương. Không chỉ đoạn video này, những khoảnh khắc khi cưới cũng khiến dân tình ngạn ngào. Chàng trai không chân đã bật khóc, hứa trước hội trường hôn lễ sẽ yêu thương trân trọng vợ suốt cuộc đời. Anh nói, giây phút hiện tại rất hạnh phúc, Khánh rất may mắn khi gặp được một người ở cạnh đồng hành. Khánh rất xúc động, xin được cảm ơn ba mẹ hai bên đã ủng hộ hai con. Con không biết nói gì hơn, nhưng con sẽ cố gắng. Con sẽ yêu thương và dành tất cả những gì mà con có thể làm được để chăm sóc cho Thương và bảo vệ Thương. Con cảm ơn mọi người rất nhiều. Một lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể mọi người đã luôn yêu thương gửi tình cảm tới Khánh. Anh cảm ơn Thương đã đồng hành cùng anh sẽ trân trọng em đến suốt cuộc đời này. Thời gian vừa qua, câu chuyện tình yêu đẹp từ cổ tích của anh chàng Tô Đình Khánh và bạn gái Trần Thị Thương đã nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của rất nhiều người trên mạng xã hội. Sau khi đám cưới đã diễn ra tốt đẹp, anh Phú, chủ kênh Độc Lạ Bình Dương kiêm người anh thân thiết của chú rể Đình Khánh đã chia sẻ thước phim hậu trường của buổi lễ. Đặc biệt, lời tâm sự của bố mẹ Thương và những giọt nước mắt của gia đình hai bên đã rơi trong giờ phút trọng đại nhất cuộc đời này. Được biết thời gian đầu quen nhau, Thương giấu nhẹm chuyện tình và không dám nói với ba mẹ. Đến khi tình cảm đã chín mùi, Thương mới thông báo với gia đình biết về người con trai mình yêu và tình cảm của cả hai. Lúc này bố mẹ cô không khỏi bất ngờ, song xen lẫn với cảm giác đột ngột đó lại chính là sự xúc động khó nói nên lời. Nếu như là một người bình thường thì gia đình sẽ không băn khoăn gì, nhưng Đình Khánh lại khác, anh mang trong mình một cơ thể khiếm khuyết đặc biệt. Vì vậy chị gái đã ngồi lại hỏi thăm, khuyên Thương và được đáp lại rằng Đình Khánh là một chàng trai chân tình, chịu khó làm ăn, là một người lương thiện. Khi cô biết con gái cô quen với Khánh thì cô cũng có một chút hơi suy nghĩ, rồi một lúc sau cô lại đồng tình vì cô muốn con gái cô lấy một chàng trai tốt. Chàng trai ấy không những có một tình thương bao la mà còn phải có một trái tim ấm áp. Vì vậy, cô đã chọn Khánh làm rể của cô, làm chồng tương lai của con gái cô, mẹ của Thương thổ lộ với Độc Lạ Bình Dương. Như vậy, tình yêu của chàng trai không chân Đình Khánh đã kết thúc bằng đám cưới đẹp, có sự tham gia đầy đủ từ bạn bè đến người thân gia đình. Hành trình yêu và cưới của cặp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và dành nhiều sự quan tâm.